chánh niệm suy nghĩ tướng chân thật của các pháp
nói về tướng chân thật là cái gì? Đây chỉ nghĩ rằng phát hiện án vô ký, đó là ba thiện án vô ký. Vô ký tức là không thiện không án, đó là ba pháp trong ngoài. Đó là trong là chỉ cho bản thân, ngoài là chỉ cho ngoại cảnh. Căn trần thức thân mình có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là căn. Rồi đối sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là sáu trần. Như vậy sáu căn đối với sáu trần cộng thêm ba sáu thứ nữa là sáu thứ: nhãn thức, nhĩ thức cho tới ý thức. Đó là sáu thứ. Như vậy thì quý vị thấy pháp thiện, pháp ác, pháp vô ký ở trong, ở ngoài, nào căn, nào trần, nào thức, tất cả những thứ đó chúng ta đều thấy rõ đúng như thật. Kể cả tất cả pháp phiền não hữu lậu, pháp hữu vi, nhân quả sanh tử trong tam giới đều nhân tâm mà có. Cho nên kinh Thập Địa chép tam giới không riêng có, chỉ do nhất tâm tạo tác. Nếu kiến tâm không tánh thì các pháp không thật, tâm không nhiễm trước thì tất cả hạnh nghiệp sanh tử đều dứt. Như vậy thì ở đây dạy chúng ta phải suy nghĩ quán chiếu về cái tướng chân thật của các pháp. Như vậy thì tướng chân thật của các pháp không ngoài thiện ác vô ký, căn trần và tất cả phiền não hữu lậu hay là hữu vi vô vi v.v. Trong đây nó hữu lậu và hữu vi, kể cả nhân quả sinh tử ở trong tam giới, tất cả cái đó đều từ tâm mình mà có. Cái điều này thì quý vị thấy tại sao biết tất cả từ tâm mình mà có, đó là chúng ta chánh niệm suy nghĩ đúng cái tướng chân thật của các pháp. Nếu chúng ta nói các pháp do nhân duyên sinh vân vân thì thấy nó dễ hiểu, mà nói tất cả pháp, pháp nào đều từ tâm của chúng ta hiện ra hết. Đó thì cái đó là cái rất là khó hiểu, nhưng mà hiểu được như vậy là thấy được cái lẽ thật của tất cả sự vật trên thế gian này. Để giảng tới cái đoạn kinh rồi thôi sẽ nói kỹ phần đó. Như trong kinh Thập Địa giảng rằng tam giới không riêng có, chỉ do nhất tâm tạo tác. Như vậy thì tam giới không có thật mà chỉ là tâm mình tạo tác ra. Nếu biết tâm không thánh thì các pháp không thật. Nếu nói tam giới do tâm mà tạo ra, bây giờ bản tâm đó nó lại không có cái tính cố định, không biết rõ như vậy thì các pháp nó cũng không có thiện. Tâm không nhiễm trước thì tất cả hạnh nghiệp sanh tử đều dứt. Nếu tâm không nhiễm
mình ra thì người ta nói cây xoài, cây ổi từ tâm mình ra phải không? Quý vị trả lời sao? Tâm mình sanh cây ổi được sao? Sanh cây xoài được sao? Vâng vâng. Rồi cho tới cả núi, sông, biển cả vâng vâng. Thì nếu nói từ tâm mà ra thì người ta mơ hồ, không hiểu nổi. Mà nếu không hiểu thì chẳng lẽ Phật không nói được sự thật sao? Như vậy thì chúng ta phải xét nhận định cho chính chắn cái điều này. Bây giờ tôi giảng ở trong nhà thiền, thường thường chư tổ trong nhà thiền cũng hay nói rằng tất cả pháp nó không thật, từ tâm mà ra. Như vậy thì quý vị nghĩ tất cả pháp không thật, từ tâm mình ra thì nó ra bằng cách nào? Nó ra tự nó biết là từng cái, từng vật, hay là nó ra sao? Thì cái điều đó rất là khó giải thích cho những người nặng về cái tinh thần vật chất, nặng về vật chất mà hiểu được. Nhưng đây tôi tạm dẫn một vài cái thí dụ nhỏ để cho quý vị hiểu. Bởi vì tâm chúng ta nếu nói theo tinh thần Phật giáo hay là thiền thì nó có hai mặt: tâm sinh diệt và tâm vô sanh. Tâm sinh diệt thì trong nhà thiền gọi là vọng tưởng, còn nó tâm vô sanh thì nhà thiền gọi là tâm chân thật hay là cái chân tâm, hoặc là nói cái tâm chân như. Đó. Bây giờ đứng về cái mặt cái tâm sinh diệt mà bàn mà nói thì quý vị thấy cái tâm sinh diệt đó đối với tất cả sự vật ở giữa này nó có tạo tác ra được mọi vật, mọi cảnh như không? Bởi vì trong nhà Phật thường nói tất cả cái y báo nó đều từ cái chánh báo mà ra. Y báo tức là cảnh, và chánh báo tức là con người. Tất cả y báo đều từ chánh báo mà ra. Thì như vậy, và trong cái chánh báo này là có thân, mà thân đó là cái công dụng của tâm. Quý vị nghĩ phải không? Thân mà không có một cái nghĩ suy khôn ngoan khéo léo thì nó có thể, cái thân có thể làm được cái gì hay không? Sở dĩ chúng ta làm được cái điều này hay, điều kia đẹp đều là từ cái tâm khôn ngoan khéo léo. Nó khiến nó sử dụng cái thân này làm được những cái hay cái khéo đó. Như vậy thì cái tâm mà nghĩ suy khôn ngoan khéo léo thì cái tâm đó nó phụ thuộc thì cái tâm sanh diệt. Nhưng bây giờ thì quý vị thấy sự vật là do nơi cái thấy của mình, cái biết của mình mà nó hiện thành hay là tự nó có sẵn? Cái câu đó là cái câu mà nhiều người khó nhận được. Tôi nói nó có hai mặt. Một mặt là do cái tâm mình nó có những cái niệm tốt, đẹp hay là xấu dở. Từ những cái tốt đẹp, cái xấu dở đó
Cho nên là chúng ta bị nghiệp dẫn tới cái chỗ tốt, cái chỗ xấu. Thì như vậy, chúng ta ở trên một hành tinh nào đó, như là cái hành tinh chúng ta đang ở, thì do cái nghiệp của chúng ta tạo, cho nên chúng ta tới ở đó. Như vậy thì chúng ta tới cái hành tinh đó là tại sao mà chúng ta tới, tại sao mà chúng ta thấy được cái cảnh đó, tại sao? Có phải là tại cái tâm mình tạo nghiệp lành hoặc mình tạo nghiệp dữ mà nó tới cái cảnh tốt, cái cảnh xấu? Như vậy thì cái cảnh tốt, cảnh xấu mà mình thấy hiện trước mình hay là một trong cuộc sống của mình từ cái gì nó ra? Thì từ cái tâm mình nó dẫn, phải không? Tâm mình nó dẫn, nó đưa mình tới. Chứ còn không có cái bỗng dưng. Thì như vậy, khi mình tới cái cảnh đó, tất cả những sự vật ở trong cảnh đó, mình biết, mình thấy, thì đó là gốc từ cái tâm tạo nghiệp lành, nghiệp dữ mà nó đưa mình tới cái cảnh giới như vậy, tốt xấu khác nhau. Đó. Rồi bây giờ tới cảnh đó rồi, tất cả sự vật nó hiện có, nó có tên, nó có họ, có dòng giống gì không? Hay là nó có là nó có. Nhưng bây giờ tôi nói ví dụ như ở Đà Lạt, mấy cây hoa lan ở trong rừng, nó có tên không? Nó không có tên họ gì hết. Rồi mấy cái người vào rừng họ lùng họ tìm được, họ gỡ đem về, đem về chợ bán. Bán rồi mấy cái ông chơi lan nhìn thấy hoa nào nó đẹp, cái lựa cái tên thế gian tên nào đẹp đặt tên đó. Ví dụ như lan tống mỹ linh được á. Thì như vậy là sao? Cái lan nó tự nó tên là tống mỹ linh hay là ở đâu mà thành cái tên đó? Rồi như vậy thì tới con người đặt ra. Rồi ví dụ khi qua Vương Hài chẳng hạn thì nó đâu có. Thì như vậy những cái qua mà chúng ta thấy nó có cả trăm tên, mỗi tên khác nhau mà tên nghe cũng rất hấp dẫn. Thì như vậy đó là cái gì sanh cái tên đó. À, cũng là vọng tưởng, có mấy ông họ chơi lan chứ có ai đâu, phải không? Thế thiệt ra nó cũng không có tên, mà rồi vì cái tưởng tượng người ta đặt cho nó cái tên. Bây giờ có cả trăm thứ lan, thì cả trăm thứ lan đó tự nó không tên, bây giờ thành có tên đàng hoàng, thì đó là do tâm người ta mà có. Rồi cho tới hiện giờ mọi sự vật ở trên thế gian này, chúng ta thấy cái gì nó cũng có cái tên gọi, cái gì nó cũng được sự khen chê hay là được sự uất trách của con người mà thành. Thì như vậy có phải từ tâm mà ra không? Như vậy thì chúng ta nhìn hai mặt, mặt đầu thì chúng ta có mặt ở một hành tinh nào tốt xấu thì do cái nghiệp chúng ta dẫn, mà nghiệp dẫn là nghiệp từ tâm tạo đó. Rồi cái thứ hai là khi tới cảnh đó rồi, chúng ta bày biện đủ thứ, đặt ra muôn sự muôn vật, tên này tên nọ sai biệt, kiểu này kiểu kia khác nhau, thì đó cũng là cái gì? Cũng là tâm, thì nó đâu có cái gì thiệt. Mà cái tâm tạo nghiệp, cái tâm mà bài biện đặt ra mọi thứ đó, thì tâm đó nó có cái tính cố định của nó thôi, không có. Cho nên đó, tâm không tánh, mà tâm không tánh thì mọi sự vật nó có cố định tập thiện hết rồi. Như vậy cho nên chúng ta sẽ thấy mọi sự vật đều là từ tâm mà vậy đó. Từ tâm là như tôi nói vừa nãy, những cái qua người ta đặt tên rồi, tên là qua gì, rồi cái mình kêu quen,
nếu ai kêu khác cho mình nói sao, kêu bậy rồi đó, thấy không, đã chưa đó. Như vậy thì từ người ta đặt ra có cái tên rồi mình bán cho cái tên đó họ phân biệt. Như vậy thì tất cả các tên cũng như tất cả những cái gì mà con người tạo ra đều từ nơi cái tâm tưởng mà tạo. Mà tâm tưởng không thiệt thì những cái tạo ra nó không thiệt được không? Cái gốc đã không thiệt thì cái ngọn không bao giờ thiệt được. Hiểu như vậy cho nên mới nói rằng ai mà biết được cái điều đó, tất cả tâm tánh nó không thật thì muôn sự muôn vật cũng không thật. Không thật thì ví dụ bây giờ có cái Lan, nó đặt tên là Lan Tấm Mỹ Linh, mình nghe cái tên đó thì mình biết nó không thật rồi, mình có mê nó không? Chắc không mê, phải không? Còn cái này chưa biết nó không thật, nghe ta đặt cái tên hấp dẫn qua cái đời say sưa đi tìm kiếm cái hoa đó để mua cái giá rất là đắt, thì như vậy đó là mình dính, mình mắc, mình kẹt. Cho nên ở đây nói là chúng ta quán, chúng ta suy xét đúng như thật, nghĩa là biết tất cả pháp ở trên thế gian này thiện ác vân vân đều là tự tâm mình nó đặt ra, nó tạo nên. Vì vậy mà nó không thiệt, mà nó không thiệt thì các pháp cũng không thiệt. Bởi không thiệt cho nên tâm không nhiễm trước, mà đã không nhiễm trước thì tất cả các hạnh nghiệp sanh tử được giết, được dừng. Đó là cái trọng tâm để cho chúng ta biết mà tu. Bây giờ đi tới kế phần kế này, thế nào là điều hòa? Dùng thí dụ để so sánh cho dễ hiểu. Ví như người thợ gốm khéo trộn nước đất nhồi thành mềm dẻo, sao mới để lên khuôn mà nặng? Như cây đàn cầm trước phải điều hòa dây, dây không dùng không thẳng, sao mới khải ra những bản nhạc âm thanh vi diệu? Hành giả tu tâm cũng như vậy, khéo điều năm việc kiếm được quả thích thì chánh định dễ sanh. Nếu có việc không điều thì sanh nhiều trước nạn, căn lành khó phát sanh được. Ở đây nói tại sao chúng ta phải điều hòa. Đang nói điều hòa có hai cái ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất như mấy người thợ gốm, họ muốn nặng ra cái nồi, cái ơ, cái view gì đó thì họ phải nhồi đó, rồi họ có trộn nước vào nhồi cho thành mềm dẻo, thì sau đó họ mới để cái khuôn nặng ra những cái thứ đồ. Rồi cái ví dụ thứ hai là như cây đàn cầm trước phải điều hòa dây, không dùng không thẳng thì sau đó mới khải ra những âm nhạc hay là âm thanh vi diệu. Thì như vậy do khéo điều hòa nó được một cái mức trung bình rồi thì cái diệu dụng của nó rất là hay, rất là thích ứng. Còn nếu không biết điều hòa thì chúng ta không làm được cái trò gì hết. Cái tu cũng vậy, nếu không khéo điều hòa thì chúng ta tu mà không tiến, không đạt được kết quả. Đó, bây giờ điều hòa năm việc đó, bây giờ quý vị nghe cho kỹ năm việc. Hai việc đầu thì không quan trọng mà chỉ có ba việc sau mới là tối quan trọng. Một, điều hòa sự ăn uống. Sự ăn uống tốt để nuôi thân, tiến tu đạo nghiệp. Nếu ăn no quá thì có tử đầy, hơi thở gấp, trăm mạch không thông, tâm bị bế tắc, ngồi niệm không yên. Nếu ăn quá ít thì thân gầy, bao tử lỏng lẻo, ý lâu lư sao động không vững. Hai việc này đều không được định. Nếu ăn những vật trượt quế khiến tâm thức phải hôn mê, nếu ăn những vật không thích nghi hay khởi bệnh cũ khiến tứ đại chống nghịch nhau. Người mới tập tu thiền, tu thiền định phải dè dặt tránh những điều này. Cho nên kinh chép
thanh niên thì đạo đầy đủ, ăn uống có tiến độ, thường ưa ở chỗ vắng vẻ, tâm lặng, ưa tinh tấn, ấy là lời dạy của chư Phật. Thì quý vị thấy ở đây dạy chúng ta ăn uống, đầu tiên là đừng ăn quá no. Ăn quá no, ví dụ như 7-8 giờ ngồi thiền mà 6 giờ ăn cơm đầy bụng thì lúc ngồi thiền khỏe không? Đó, cho nên đây nó quá no thì bao tử đầy, hơi thở gấp, trong mạch không thông, tâm bị bế tắc, ngồi không yên. Như vậy thành ra rồi có nhiều người cực đoan, nói là như vậy không ăn chắc ngồi tốt lắm, đói ngồi chắc hay. Nhưng ở đây nói nếu đói thì thân nó gầy, bao tử lỏng lẻo, ý lao lư sao động, ngồi không vững. Như vậy thì tránh hai cái quá no và quá đói thì phải sao? Bởi vậy cho nên ở thiền viện thì tôi chiều tôi cho chư tăng chư ni ăn ít nhất, có người thì ăn cháo lỏng sơ sơ thôi, có người thì uống một ly bột gạo lứt để cho ấm bao tử thì ngồi cũng mới khỏe, chứ để đói cũng không được mà no cũng không được. Phật tử ở tại gia đi làm việc mệt, trưa thì không có ăn được đầy đủ mà chiều không ăn no thì sao? Chắc là khó chịu. Bây giờ ăn no thì thấy làm sao mà thiền. Cho nên quý Phật tử tại gia thì ăn no thì nói hết tụng kinh và sám hối thôi, khuya hay ngồi chừng 4-5 giờ khuya đó thì ngồi thì nó tốt, chứ còn mới ăn no rồi vô ngồi thì chỉ mệt thôi, không kết quả gì hết. Đó là nhắc cho quý vị biết về cái phần điều hòa để nó tốt về ăn. Để đây nói thêm, nếu ăn những vật trượt quế khiến tâm thức phải hôn mê, thì những vật trượt quế là gì? Thường ở trong nhà Phật hay cử mấy kính đó, hành hạ đổi né và thịt trâu thịt chó đó, những cái đó là không tốt. Cho nên khi ăn rồi ngồi thì thở thì ngáp thì là không tốt. Đó là những thứ trượt quế. Rồi có những người nếu ăn những vật không thích nghi thì hay khởi bệnh cũ. Ví dụ mình bệnh gì đó mà bác sĩ dặn cấm đừng ăn những thứ đó, ăn cái đó thì nó hành, mà rồi thèm thì cứ ăn, ăn thì sao sanh bệnh. Cho nên người khéo tu phải điều hòa sự sống của mình sao cho nó yên, nó tốt thì tu mới có kết quả. Chứ còn nếu không yên, không tốt thì tu không được kết quả. Vì vậy mà thầy dẫn trong kinh nói rằng thân yên thì đạo đầy đủ, thân mình yên ổn thì tu đạt được kết quả vuông tròn. Còn nếu mà không được yên, không tốt, ăn uống có tiết độ, ăn uống thì phải chừng mà có tiết độ, thường cứ ở chỗ vắng vẻ, tâm mặt lại đưa tinh tấn, ấy là lời dạy của chư Phật. Chư Phật dạy nhắc luôn luôn như vậy. Cho nên quý vị thấy cái người tu là một cái người phải điều hòa thân tâm mình kỹ, chứ đừng có để nó bị những cái điều không tốt mà nó làm cho mình phải trở ngại sự tu. Đó là điều thứ nhất, nói về uống. Điều thứ hai, điều hòa sự ngủ nghỉ. Ngủ là bị vô minh che đậy, không nên ngủ nhiều. Nếu người ngủ nhiều quá, không những bỏ rơi sự tu hành, lại mất hết những công phu khiến tâm ám muội, căn lành tan mất, phải giác ngộ sự
là giác ngộ lý vô thường, điều phục sự ngủ nghỉ để tinh thần trong sáng, tâm niệm minh tịnh. Bây giờ nói tới cái ngủ thì thật ra đây thì có hai người xuất gia khác, người tại gia khác. Ở đây tôi dẫn trước hết thì nói về người xuất gia. Người xuất gia một đêm ngủ chừng bao nhiêu giờ? Quý vị thấy nó là vừa. Thường thường ở chùa thì đêm chỉ cho ngủ chừng 5 tiếng thôi. Còn nếu mà nắng nắng chút là 5 tiếng rưỡi thì đừng có quá. Quá đó là không tốt. Bởi vì ngủ thì duyên chết. Ngủ có biết gì đâu. Cho nên ở đây cái ngủ là vô minh. Đó, đó là mấy người xuất gia. Còn người tại gia thì ngủ duyên chết đủ. Thì nghe nói thì bọn mày ngủ 8 tiếng thôi thôi. Là 8 tiếng trời đầu con bắt đầu tiêm pin rồi cái tới 10 giờ cái phải ngủ tới mấy giờ thì như vậy thì hết giờ tu rồi, thấy không? Cho nên quý vị nếu mà cư sĩ tại gia thì tăng thêm 2 tiếng, bên đây thì người ta 5 tiếng thì mình nhiều lắm là 7 tiếng thôi, còn nếu khác khác thì 6 tiếng. Thì 6 tiếng mình mới còn 1 tiếng để ngồi thiền được chứ. Còn nếu mà ngủ tròn hết cái thì hết ngồi thiền. Mà hết ngồi thiền thì suốt đêm chỉ là bị cái vô minh ngủ nó che mất hết. Không có là điều gì. Ngà thì bắt lo sinh kế. Bắt đêm thì bắt lo ngủ nữa thì còn lắm cứu. Cho nên phải dành nó ít giờ, chừng 1 giờ đồng hồ. Ví dụ như quý vị ngủ tới 6 giờ mới thức thì 5 giờ quý vị trước để rồi chuẩn bị mình tập thì xong rồi tập thể dục rồi thì nó vừa. Thì như vậy mình có thì giờ lo sự sống mà cũng có thì giờ lo tu hành, nếu còn không thì nó thiệt thòi. Đây dạy rằng nếu mà người tu mà để cái tâm mà ná bụi, tức là để cho cái bụi nghĩ nhiều quá thì cái căn lành của mình nó tan mất đi. Vì gì đó có làm gì lại ít nên mình mất căn lành. Phải giác ngộ lý vô thường, cứ nghĩ rằng ngày đang sống chứ mai chưa chắc đã được sống bình yên như vậy. Cho nên ngày nay mình được khỏe, được mạnh mẽ, an ổn thì ráng dành thì giờ tu để mai mốt là thân nó bệnh hoặc là nó chết thì làm sao tu chưa kịp. Do đó mà ngộ được lý vô thường để điều phục bớt cái sự ngủ nghỉ được thế mới có thể gác tâm nơi thắng cảnh chánh định hiện tiền. Nếu mà người mà hạn chế bớt cái ngủ nghỉ thì mình mới có thể gác tâm mình nơi cảnh thánh. Cảnh thánh là cảnh nào? Quý vị biết cái cảnh đó không? Nghe nói gác cái tâm nơi cảnh thánh thì quý vị tưởng đâu mình tưởng cái cảnh ở trên cõi trời đó là cõi Phật nào? Chứ không phải. Cảnh thánh là cái cảnh quán xét đúng như thật của cuộc đời của con người, đó là cảnh thánh. Ví dụ như đặt trước, mình biết tất cả pháp ở thế gian này nó không có thật do cái nghiệp duyên của nó tạo nên. Nghiệp duyên là từ tâm mình nó tạo ra nghiệp. Như vậy thì tất cả pháp nó không thật. Không thật đó là mình gác tâm ở cảnh thánh. Nên đừng có tưởng cảnh thánh là cảnh ở đâu. À, gác tâm cảnh thánh được thì chánh định nó hiện tiền đó. Khi đó mình mới được cái chánh định hiện ở trước. Cho nên kinh giác đầu hôm và buổi khuya cũng chớ bỏ phế, không do nhân duyên ngủ nghỉ để
không được gì cả. Như vậy thì chúng ta phải nhớ một đời mấy mươi năm, mà trong mấy mươi năm đó vì ăn vì ngủ mà chúng ta không có làm được cái gì cho mình cho người, thì đó là bỏ qua một cuộc đời, bỏ qua cuộc đời bởi vì cái ăn cái ngủ mà nó làm mất hết. Phải nghĩ rằng ngọn lửa vô thường thiêu cả thế gian, sớm cầu tự độ, nhớ nên ngủ nghỉ nhiều, nhớ nên ngủ nghỉ. Như vậy thì chúng ta luôn luôn dùng cái vô thường mà cảnh tỉnh, mà đánh thức nó, đừng cho nó mê ngủ. Phương pháp điều thân, điều hơi thở, điều tâm, ba việc này phải hợp nhau dùng, không thể nói riêng. Nhưng pháp hành có trước, giữa và sau không đồng, do đó tướng, nhập, trụ và xuất cũng có khác nhau. Đây là nói thẳng tới cái sự ngồi thiền. Quý vị hiểu cho rõ cái khi ngồi thiền phải làm thế nào cho nó hợp, cho nó đúng. Thì cái phần này là cái phần điều hòa thân, điều hòa hơi thở, điều hòa tâm trong lúc ngồi thiền. Nhiều vị ham ngồi thiền mà không biết nó cái này, cho nên rồi nó sanh bệnh, nó trở thành ra một cái hại chứ không có lợi. Còn nếu mình điều hòa được thì nó là cái lợi lớn cho cái sự tu hành. Bây giờ trước nói về điều thân, hành giả muốn nhập chánh định phải áp dụng phương pháp điều thân. Khi ở ngoài định đi đứng nằm ngồi và mọi hành động phải được nhẹ nhàng thư thả. Nếu hành động gấp gáp nặng nề thì hơi thở hào hển, hơi thở hào hển thì tâm tán loạn khó kiềm chế, đến khi ngồi bức rứt tâm không thư thế. Ở đây là dạy chúng ta thí dụ như nửa giờ sau là ngồi thiền, mà bây giờ mình đi giác cái này cái kia nặng và mình làm cái gì mạnh quá thì khi vô ngồi nó lo thở, nó không có yên. Cho nên trước đến nửa giờ thì mình làm gì làm cũng nhẹ nhẹ, làm thư thả thì tới cái giờ ngồi mới tốt. Thì nhiều người thấy ham tu quá, đang làm những chuyện nặng nhọc rồi cái buông xuống thì chạy được một thiền có được không? Thành ngồi lo thở chứ không có được cái gì hết. Vì vậy mà trước khi tới cái giờ ngồi thiền thì chúng ta phải làm việc nhẹ nhàng thư thả. Do đó mà tôi đề nghị mấy đạo hữu phật tử, mình nên ngồi buổi khuya là vậy đó, mình ngủ nó khỏe rồi thức dậy tỉnh táo ngồi, ngồi nửa giờ một giờ đều có lợi ích lớn. Chứ còn chiều đi làm thì phải quá ngồi thì thôi cũng liên miên mà nhất là không lo đấy, thì ngồi là không biết phải gì hết thì nó buổi thì giờ. Còn ở trong chùa thì cái điều đó nó dễ sắp đặt, mình chiều ăn ít và gần tới giờ tọa thiền thì mình nhẹ nhàng thư thả để mà ngồi thì nó không có gì khó khăn hết. Vì vậy cho nên ngồi tối ngồi khuya nữa không có gì trở ngại. Đó là nói về cái khi mà mình bị mệt, bị nặng lòng, bị nặng nề mà thành tâm nó dễ tán loạn. Do đó tuy chưa nhập định, hành giả phải vẫn phải dụng ý sớm tìm phương tiện hạn chế nó dần. Lúc nhập định phải khéo an thân ra được định, như vậy thì chưa vào ngồi định nhưng mà mình cũng phải hạn chế từ từ để khi vào định nó mới được yên ổn. Nó thì mấy chị thấy chúng ta ngồi trên một chiếc xe ô tô nó chạy mà giờ nó muốn dừng lại mà nó hay sao? Nó phải thắng từ từ, thắng gấp quá thì cũng nguy, nó phải từ 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 nhẹ nhẹ rồi nó mới đứng, thì như vậy là an ổn. Ở đây chúng ta muốn cho thân ngồi yên
thì trước khi ngồi yên đó chúng ta phải từ từ cho nó nhẹ nhàng rồi ngồi yên có kết quả. Đó là cái phần căn bản. Khi đến chỗ ngồi thiền, trước phải ngồi yên, mỗi bộ phận đều nghe yên ổn, lâu lâu thấy không có gì chướng ngại mới bắt đầu sửa soạn chân. Có nhiều gì vừa ngồi lại cái chát cho mình liền, đó là cũng không được. Bây giờ mình tới cái bộ đoàn, cái tọa cụ, mình ngồi lên thông thả rồi cho nó yên ổn, không có cái gì trở ngại, rồi sau đó mình mới kéo chân lên, mới bắt đầu sửa soạn chân, kéo chân lên. Nếu ngồi bám già thì lấy chân trái để trên đùi mặt, kéo sát vào thân, để bàn chân trái bằng với đùi mặt, bàn chân mặt bằng với đùi trái. Đó là nói cách bám già. Bám già thì dễ, kéo cái chân trái để lên đùi mặt, để sát vào thân, rồi cái chân mặt ở dưới mình phải cho nó gần sát vào trong đùi của mình. Như vậy đó là cái thế ngồi bán già. Bởi vì có nhiều người cũng hay thắc mắc, có những người kéo cái chân trái lên để trên cũng được, mà họ lại kéo cái chân mặt để lên. Rồi có người tới hỏi tôi chứ, nếu mình kéo cái chân trái lên cao không được mà phải kéo cái chân mặt lên mới được, thì như vậy có thể ngồi chiếc bán già được không? Thì quý vị nghĩ sao? Bởi vì ngồi bám già nó có hai cách, hoặc là kéo chân trái để trên đùi mặt, có khi kéo chân mặt để lên đùi trái, thì kéo chân trái để lên đùi mặt gọi là cái thế ngồi kiết thường. Còn nếu kéo chân mặt để lên đùi trái gọi là cái thế hàng ma, thì được hết chứ không cái nào không được. Tại vì cũng thói quen, hoặc những người cái chân có tập rồi đó, nó không thể kéo lên được thì đổi cái chân kia cũng không sao. Đó là nói về cái ngồi bán già. Như vậy thì quý vị chắc nghe là hiểu cách ngồi rồi chứ gì. Nhưng bây giờ nói tới cái toàn già tức là kiết già. Nếu ngồi toàn già phải kéo chân mặt để lên đùi trái. Ở đây là nói tắt một chút, bởi vì khi chúng ta kéo cái chân trái để lên đùi mặt rồi, đó là bán già. Bây giờ muốn kiết già thì được giữ cái chân trái trên đùi mặt xong, chúng ta lại kéo cái chân mặt để lên đùi trái. Hai cái nó ngang nhau và sát như trong cái hông của mình. Thì như vậy đó gọi là toàn già hay là kiết già. Mà sau này người ta cũng gọi là cái thế ngồi qua sen, theo dưỡng sinh đó, thế ngồi qua sen. Thì cái hồi xưa thì tôi thấy cái ngồi bán già hay kiếp già cũng như nhau thôi, nhưng mà qua kinh nghiệm nhiều năm thì tôi đã thấy khác. Vì thì ngồi bán già thì cái chân mặt nó bị đè ở dưới cái đùi trái, cho nên lâu rồi nó bị đè lâu cái thì nó dễ tê, nặng quá nó dễ tê đó. Còn ngồi kiết già thì hai cái chân đều kéo lên đùi hết, cho nên nó bùn bình. Vì vậy mà bắt đầu thì đau, có người than đau thấu xương, nhưng mà rồi ngồi lâu rồi thì nó rất là bình, vì hai cái gối của mình đó nó sát ở dưới cái bộ đoạn. Còn nếu mình ngồi bán già thì chỉ có cái gối của cái gối mặt đó thì nó sát, còn cái gối trái thì cái chân mặt mình để lót ở dưới rồi thì nó đâu có sát được, cho nên nó rất là khó sát. Vì vậy mà nó không vững. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa, người ngồi thiền mà ngồi bán già thì cái sức ấm nó không có nhiều, mà ngồi kiết già thì cái sức ấm rất là mạnh. Cho nên ngồi quý đạo hữu mà ngồi trong những cái phòng đó,
lúc mà tôi tỉnh thức, tôi nói là mình tu cũng tập cái lối trị bệnh, vì nghe hơi cảm cảm chút đó, xịt mũi rồi nghe hơi muốn ho, thế thì nếu không cái phải giờ mình ngồi mình cũng vô mình ngồi, mình ráng ngồi ví dụ ngày xưa mình ngồi 1 giờ, ở đó mình lên thêm 15 phút, quá 15 phút rồi cái mồ hôi thấm ướt hết vết thì mình xong vậy, mình ra xả xong rồi la hồi cái hết cả, thì cái đó là cái lối để mà mình trị bớt được mình cảm. Thế nên hồi xưa thì tôi cũng nói hơi tự cao là tôi nói tôi sẽ cho bác sĩ thất nghiệp, nhưng bây giờ thôi tôi thua, bây giờ già không làm được việc đó. Đến mà trẻ thì thấy khi tay trên tròn nó không bị cảm là vì mình khéo mình trị. Bây giờ thì tại vì vừa là tu vừa là làm nhiều việc quá thành ra nó không được như hồi xưa trong lúc mình chỉ tu không thì nó có sức mạnh nhiều. Đó là quý vị thấy cái cách ngồi và nhớ cái cách ngồi bắn già và kiếp già chưa. Rồi quý vị khi nào mà tới thiền viện hoặc là tới các cái đạo tràng đó quý vị ngồi mình qua mình bắt chước theo. Đó là tôi nói về cái phần ngồi. Như vậy là phần chân là xong rồi. Bây giờ nói khi ngồi xong thì nới rộng dây lưng và cổ áo đó. Nếu mà người tọa thiền thì giữ định cho nó có cái gì mà nó làm thì cứng vào người mình, hãy mở rộng dây lưng cổ áo để cho máu huyết lưu thông dễ dàng. Sửa chân ngay thẳng, sửa lại chân ngay thẳng nghiêm trang, lấy bàn tay trái để lên lòng bàn tay mặt và các ngón tay chồng lên nhau trừ ngón cái, rồi đặt trên bàn chân, kéo sát vào thân. Thì cái chỗ này cái bàn tay tôi thấy cái nhiều người ngồi thiền có gì thì làm vậy, kinh quá kinh à, ngồi vậy quá mà kìa, có gì thì ngồi vậy cái đường giỏi vậy. Ở đây cái lối ngồi là quý vị thấy tay nào để trên tay nào, tay trái để trên phải hay là ngược lại thì tay phải để lên tay trái, nhưng mà đây thì dạy lấy bàn tay trái để lên lòng bàn tay mặt và các ngón tay chồng lên nhau như vậy. Thì như vậy tay trái để trên tay mặt nó chồng lên nhau mà chỉ có hai cái ngón cái đầu nó chí nhau hơn, cho đừng có kẹt quá. Còn cách thư thả chứ không có nên ngồi mà có cái vẻ quá kẹt quá thì cũng tốt. Như vậy thì chúng ta ngồi cho ngay thẳng, thân ngay thẳng, chuyển động thân và các chi tiết 7 lần đó. Đã thân ngay thẳng rồi thì chuyển động thân 7 lần. Bảy lần thì lần thứ nhất thì nó nhẹ, lần thứ hai mạnh trước, lần thứ ba mạnh, cho tới lần thứ 7 thật là mạnh, nó toàn thân căn cốt nó được lưu thông tốt và có đại nhạc. Như vậy thì phải giữ cái lối chuyển động cho nó thích hợp, thì giống như pháp so bóp làm như vậy, coi như cả người mình đều có cái sự so bóp hết, không cho tay chân xê dịch khi mình chuyển động, đừng cho tay chân mình xê dịch giờ chỗ như thế, rồi giữ xương sống cho thẳng không để cong vẹo đó. Ngồi phải giữ xương sống cho thẳng, đừng có cong. Nếu mà quý vị ngồi một hồi mình nghe cái sau lưng ở gần lưng quần đó mà nó đau thì quý vị biết tại sao không? Nó là cong, ngồi nó
cuối đời giữ cho mỗi ngày đúng, không chinh không bại, không ngước không cúi, gương mặt bình thản ngồi yên, tức là ngồi rồi thì giữ đây tôi ở ngoài cho thấy chị, chúng ta giữ cái chóp mũi nó ngay chiều với cái rút, cái chóp mũi mình ngay chiều cái rút thì cái đầu nó không bị nghiêng, nó nghiêng qua cái thì chóp mũi nó đặt được. Rồi hai cái trái tay ngang trên bả vai thì cái đầu của mình nó không cúi, không có ngước. Nếu mình cúi xuống thì trái tay nó lùi lên sau, ngước lên thì trái tay nó đưa lên trước. Cho nên nhớ hai trái tay ngang bả vai thì giữ được cái đầu không cúi không ngước, giữ cho cái chóp mũi ngay chiều cái rút thì cái đầu không nghiêng qua nghiêng lại. Đó là ở nhất là quý Phật tử tại gia, mấy cái đó mà mình phải khéo nhớ để trong lúc mình ngồi nó không có bị những cái hiện tượng sai lầm mà ta thấy được. Cười có người ngồi mẻo về, người rụt về thì ta nhìn thấy mọi chuyện không nghiêm chỉnh gì hết. Ta phải giữ nhớ cái chóp mũi ngay như cái hướng cái rút, cái trái tay ngang với bả vai thì bảo đảm đầu không cúi không ngước và không nghiêng không vẹo. Đó là cái chỗ mà rất thiết yếu. Và nhớ ngồi thiền quý vị giữ cái gương mặt nó bình thản, có gì ngồi dậy quá là cái mặt lại nhăn lên không mặt trộm, có gì đặc quá như là sư sản đến lộ không được đâu, cái đó quá hẳn đi, nên ngồi phải thản nhiên tự tại thì nó mới tốt. Như vậy khi ngồi im rồi kế dùng miệng thở hơi ô trượt ra, khi thở há miệng cho hơi ra, đừng mạnh cũng đừng gấp, phải đều đều nhẹ nhẹ hơi vô, tưởng không khí trong sạch hô hấp trong thân, những chỗ không thông đều theo hơi thở mà được lưu thông. Rồi há miệng thở hơi ra sạch hết, thở như thế đến 3 lần. Nếu khi thanh và hơi thở đã điều hòa thì thở một lần cũng được. Thì cái chỗ này thì là dài thở, khi mình ngồi xong xuôi hết rồi chín chỉnh rồi thì tới cái thở, mình thở thì đến trước mình há miệng ra thở được cái tất cả bên truyền não quế được trong thanh mình nó theo hơi thở ra hết. Rồi khi hít vô tưởng như không khí trong sạch vô đầy mình, rồi thở tưởng như những các thứ quế đều phiền não ra hết. Như vậy là 3 lần hít bằng mũi, thở ra bằng miệng 3 lần. Rồi nghe đó thì im lặng, nghĩa là không còn há miệng nữa. Cho nên kế đó thở xong ngậm miệng lại, môi và răng vừa hít nhau, ngậm môi răng vừa hít cho đừng cắn răng, cắn răng là không tốt, nó vừa hít vậy thôi. Lưỡi để bên ổ gà, tức là để lên trên nó phải cong lại, có người ngồi cái cong lại, ngồi theo tim nó không cong lại, để trên này để chờ nước cong đồ xuống, không phải tay không cần, để lên phía trên thôi. Con mắt nhắm vừa phút ánh sáng bên ngoài thôi, đó, người ta gọi là nhắm hờ đó, nó vừa phút ánh sáng bên ngoài. Nhưng mà chỗ này thì tôi lại có những cái khó xử, ngồi mà con mắt mình hơi nhắm lại thì tâm nó dễ định lắm, nhưng mà nó cũng dễ ngủ được, nhắm hồi cũng không hay, cho nên cái đó cũng là cái khó xử. Còn nếu mình ngồi mà mình mở mình nhìn cái bài thì
tập đó, cũng hơi khó để vì nó khó điều cái hơi thở đó. Nhìn ở ngoài thì khó điều hơi thở nhưng mà nó biết ngủ. Bởi vậy cho nên tăng ni còn trẻ thì bắt mở trên nhóm nhóm hồi tụ hết. Cho nên bây giờ cái điều này thì quý vị cũng linh tập. Khi nào mà thấy nhóm là nó dễ ngủ quá thì phải mở. Cho đừng cố chấp. Còn nếu mình mở mà nó hơi cay rồi thì phải nhắm lại. Mình linh tập để mình tương cho nó không có bị trở ngại. Chứ còn không khéo thì nó sanh ra cái trở ngại. Thân ngồi phải ngang thẳng như tấm vách đá. Thân và chân tay không được cử động. Đó là phương pháp ban đầu khi nhập thiền định điều thân. Bởi vậy cho nên khi ngồi thì phải nghiêm trang, không có cử động. Cho nên gần đây tôi nghe có một ít người, hồi xưa tôi thấy, bây giờ thì tôi nghe một ít người nó ngồi cái lắc cái đầu lắc lơ như lên đập thì nói như vậy đó là cái tự nhiên của nó, không có nên ngăn, không nên dừng. Thật ra cái đó là cái lối không làm chủ được mình. Còn người tu thiền theo đạo Phật thì phải làm chủ hoàn toàn. Nên vì chúng ta tu phải làm chủ hai phần, làm chủ thân, làm chủ tâm. Mà muốn làm chủ đó thì phải bắt nó nghiêm trang, tề chỉnh để không cho nó lắc lư, phải không? Ai mà ngồi lắc lư đó là không tốt, phải chỉnh lại đàng hoàng. Đó là cái cách ngồi. Tóm lại không hoảng cũng không gấp. Yeah. Không gấp đó là tướng trạng thân điều hòa. Như vậy thì chúng ta ngồi giữ cho đừng có quản, đừng có gấp. Quản tức là nó hơi chậm, gấp tức là nó nhanh. Nên đừng giữ đừng có hai cái bệnh đó để cho cái tướng trạng thân được điều hòa. Đó là nói điều thân. Bây giờ tới cái thứ tư là điều hơi thở. Mấy cái này thật là quan trọng. Điều hơi thở có bốn tướng. Một tướng phong, hai tướng xuyển, ba tướng khí, bốn tướng thức. Ba tướng trước không điều hòa, tướng sau mới điều hòa. Quý vị nhớ, cái hơi thở mình có bốn tướng. Tướng phong, tướng xuyển, tướng khí, tướng tức. Mà ba tướng trước là không điều hòa. Chỉ có cái tướng tức mới là điều hòa. Bây giờ mới giải thích từng cái tướng. Khi ngồi thiền, hơi thở thế nào là tướng phong, tướng xỉu và văn. Khi ngồi thiền, hơi thở ra vào trong mũi, nghe có tiếng là tướng phong. Ngồi mà mình thở mà nghe nó khò khè. Đó là cái tướng phong đó. Tướng đó là nó không có chưa có an, chưa có được tốt. Là tướng phong. Hơi thở tuy không có tiếng mà ra vào nhanh trễ không thanh là tướng xỉu. Tuy không tướng sẽ không có nghe tiếng khò khè của nó, nhưng mà nó lại nghe nó hơi bực, nó không có ổn, nó không có thanh, thì đó gọi là cái tướng tức, cái tướng xỉu. Hơi thở tuy không có tiếng, không nhanh trễ mà ra vào không nhẹ nhàng là tướng khí. Đó. Như vậy thì cái hơi thở, nếu mình ngồi, hơi thở không có nghe tiếng mà cũng không có nhanh trễ mà lại nghe nó cũng còn nặng nề quá, nó chưa có thiên, nó chưa có nhẹ, thì đó là cái tướng khí. Như vậy thì ba tướng này gọi là chưa có ổn. Quý vị nhớ cái tướng phong là ngồi mà thở nghe trong lỗ mũi mình có tiếng, nhiều khi tiếng khò khè đến hoặc là tiếng nghe nó chỉ nhẹ mà cũng có tiếng, thì đó là tướng phong. Thì quý vị có ngồi rồi thì chắc có nghe. Rồi cái tướng
việc là nó ngồi nó ngăn trễ, nó không có thông hơi thở, nghe nó nặng như ngực mà nó không có xuất thông được, đó là cái tướng, cái tướng chuyển. Rồi mình ngồi mà cái hơi thở mình nó không có ngăn trễ, không có tiếng, nhưng mà nghe nó còn nặng nề, nó chưa có yên, thì đó là cái tướng tướng khí. À, chỉ có cái tướng tức là tốt nhất, tướng tức là đây nói. Hơi thở không có tiếng, không bị ngăn và không thô, ra vào nhẹ nhẹ như còn như mất, tinh thần an ổn thư thới, ấy là tướng tức. À, cái tướng này là cái tướng tốt của cái người tu. Người tu thì phải có được cái tướng này đó, đó là nó không có những cái kia, mà chỉ có cái hơi thở ra nó nhẹ nhẹ như còn như mất, có khi như mình không thở vậy. Nói nhiều Phật tử ngồi yên rồi cái thở như không có, rồi sợ quá tới hỏi tôi như vậy là sao, con có chết không, bây giờ có thở. Cái đó là cái tướng tức tốt đó, nó nhẹ nhẹ mà như có như không vậy đó. Thì đó là cái người ngồi tâm nó xác định, nên cái tướng hơi thở nó rất nhẹ, cái đó gọi là cái tướng tức, cái tướng đó là cái tướng tốt hơn hết. Cho nên được cái tướng tức này thì tinh thần an ổn tư thới. Đây bây giờ nói cách trị, nếu bị bệnh phong, tức là tướng phong đó, tức là cái tướng hơi thở có tiếng đó, thì tán loạn, bị bệnh xuyển thì ngăn trệ, bị bệnh khí thì nhập nhằn, chỉ được tướng tức là an định. Như vậy đó là bốn tướng giải thích cho rõ ràng. Bây giờ giải thêm, khi ngồi thiền có ba tướng phong xuyển khí gọi là không điều hòa, đó là ngồi thiền mà chưa được điều hòa đấy. Khi ấy nếu dụng tâm thì hại tâm, tâm khó được định. Nếu muốn điều hòa phải đi ba pháp, và đây là cái pháp dạy điều hòa. Một, chuyển chuyên tưởng tâm ở tại rút. Hai, buông thả thân thể một cách tự tại. Ba là tưởng khắp lỗ chân lông hơi thở ra vào thông đồng, không ngăn ngại. Đó là cách trị bệnh. Thành ra khi ngồi mà hơi thở của mình nó có tiếng thì quý vị nên hướng cái chú ý vào rút để hơi thở nó xuống như này thì cái tiếng nó hết. Hoặc là nghe nó ngăn ở ngực nặng ngực thì phải hướng cái hơi thở xuống như rút. Nhớ hít vô như là có cái tới rút mà nghe cái chú ý đọc, rồi thở ra chú ý cái đọc ở rút, mà hồi thì cái hơi thở nó xuống dưới cái gì nó hết bệnh. Hoặc là nếu mà nghe nó bực bội quá, nó ngăn trễ quá thì mình buông thả, đừng có kèm thân, đừng có kèm kính, mà nhẹ nhàng buông nhẹ xuống, rồi một cách mà giống như thư giãn, nhẹ nhàng để cho nó không còn có cái bức rứt, không có khó chịu. Và cái thứ ba nữa là ngồi như vậy mà nghe nó chưa ổn thì mình hít vô thở ra một tưởng như hơi thở mà khắp lỗ chân lông, chỗ nào mà cũng thở hết. Mà cái này là mình đã từng có những người ngồi được không nghe luôn mũi thở, tưởng đâu là mình hết hơi, không phải, lúc đó là các lỗ chân lông đều thở, các lỗ chân lông thở hết cho nó vô buồn. Như vậy thì rất là khỏe, không có các cái bệnh. Đây nói cái cách cho mình biết để mình trị. Nếu tâm được vi tế thì hơi thở nhẹ nhàng, hơi thở điều hòa thì các bệnh không sanh, tâm dễ được định, ấy gọi là phương pháp điều hòa hơi thở.
khi hành giả mới tập ngồi thiền, tóc lại hơi thở nhẹ nhẹ, dài và đều là trước điều hòa. Tóm lại là cái hơi thở của người ngồi thiền phải nhẹ và dài. Như vậy đó là tốt. Cái đường nét của thở gốc, đừng cho nó ngăn trẻ, cũng đừng nghe nó nặng nề, mình có phải sửa. Thì như vậy trong đây có ba cái gì? Tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, cái cách điện thứ nhất là chiêm tưởng tâm ở tại trung. Mà khi muốn tưởng tâm ở tại trung thì phải nhắm mắt, chứ mở mắt được khó lắm. Mình nhắm mắt thì nhớ, mình hít vô tới trung, thở ra sạch nó dài, chậm mà nhẹ nhàng. Hít vô, rồi thở ra, nhớ là đọc ở dưới trung. Một lát thì nó được thông, nó không có ngăn trở. Rồi hoặc là mình buông thả thân thể, cách như là mình buông hết, không có kẹt cọc gì hết, thì đó nó cũng làm cho nó thấy có cái vượt vội hay là nó ngăn trẻ ở lực. Hoặc là mình tự khác lỗ cho tâm điều thở, thì như vậy thì mình trị được những cái bệnh đó. Ba cái bệnh mà có thể nói là cái bệnh phong thì mình tưởng ở rút, còn bệnh xỉu thì mình tưởng thì buông thả thân thể, còn cái bệnh khí thì mình tưởng thở thấp lỗ chân lông. Ba cái đó là để trị ba bệnh. Quý vị nhớ ba cái đó để khi mình ngồi nó có bệnh nào mình trị được bệnh đó, chứ còn không thì mình không biết cách trị. Đó là nói về cái điều thân. Bây giờ điều hơi thở, giờ tới thứ năm là điều tâm. Điều tâm có ba cách: nhập, trụ và xuất. Tới phần tâm thì cũng có ba cách điều. Nhập có hai lối: một, điều phục vọng tưởng không cho buông lung; hai, phải điều hòa giữa phù trầm khoan cấp. Thế nào là tướng trầm? Nếu trong khi ngồi tâm mờ mịt không ghi nhớ gì cả, đầu ưa buồn xuống, ấy là phải tướng trầm. Quý vị ngồi thiền mà ngồi rồi như quên trên rồi đầu gục xuống, thì như vậy cái đầu gục xuống đó là cái tướng trầm. Khi ấy phải chú tâm tại chóp mũi, khiến tâm duyên trong ngọn cảnh, không cho ý phân tán. Đây là trị bệnh trầm. Khi mà mình ngồi cái nó hơi như kia rồi đầu gục xuống như muốn ngủ lên, thì lúc đó phải chú ý nhớ cái chỗ chóp mũi này, cái chỗ sáng cái chóp mũi gì đó. Chú ý nếu có đèn thì quý vị nhìn chóp mũi mình nó thấy có cái chỗ này nó sáng sáng, chú ý vào đó một lát thì trị được cái bệnh trầm. Thế nào là tướng phù? Nếu khi ngồi tâm ưa phóng túng loạn động, thân cũng không yên, nhớ những việc đau, đó là tướng phù. Cái này chắc có nhiều lắm. ngồi ở tại đây mà nhớ việc bên tay bên tàu thì không, thì đó là cái tướng phù đó. Khi ấy nên tưởng tâm tại rút, ngăn các loạn niệm, tâm liền trình độ dễ an tịnh. Như vậy trường hợp đó thì mình nhớ tâm mình trụ rút, nhớ trụ rút. Trường hợp trầm thì nhớ trụ ở một mũi. Trường hợp thứ hai là phù thì nhớ tâm ở rút, trụ tâm ở rút. Khi ấy nên tưởng tâm tại rút, ngăn các loạn niệm, tâm liền trình độ dễ được an tịnh. Tóm lại không trầm không phù là tướng điều hòa. Giữ tâm đừng bị cái bệnh phù, đừng bị trầm, thì như vậy đó là được điều hòa. Bây giờ tới khoan và cấp. Khoan là chậm mà cấp là nhanh. Tâm định ấy cũng
tướng quan cấp, tướng bệnh định tâm cấp, do tâm nghiêng ngồi, dụng niệm nhiếp tâm mà được vào định. Thế nên hơi xông lên trên hông, ngực đau nhói, phải buông xả tâm ấy, tưởng hơi đều dồn xuống, bệnh liền được lành. Bây giờ nói về cái bệnh mà cái tâm cấp, khi mình ngồi mình vẫn cố gắng quá, kèm động cho nó được yên, cố gắng quá thì nghe cái ngực nó nhói nhói. Thì có người ngồi nghe ngực nhói cho nên tôi đọc tim đi bác sĩ, chứ cái này không phải, đó là cái mình cấp, mình kèm quá đó, thành ra cái ngực mình nó nhói. Và khi nó biết rồi cái thì phải xả, nghe là nhẹ, xả không phải là buông xả thiền, mà mình buông mình đừng có kèm, mình thả lỏng đó, nó nhẹ nhàng từ thân tay rồi nó đều nhẹ nhàng buông thả một hồi rồi thì từ từ thì nó sẽ hết. Thế còn nếu mình kèm nữa thì nó khi nào cái chuyện nghe trên không trên ngực mà rang nhói là biết lúc đó mình bị cái bị cấp đó, phải xả nhẹ nó ra, đừng để cho nó xông lên nhiều. Mà khi mình xả mình tưởng hơi được dồn xuống dưới chân kia, tức là thân là cái quyền khí hải đó dồn xuống hết, thì như vậy thì các bệnh cấp được khỏi. Nếu tâm mắt bệnh khoan thì tâm khí tản mát, thân ưa siêu vẹo, hoặc điện chảy nước miếng, hoặc khi đấy mờ mịt thì quý vị thấy có bệnh đó không? Có khi ngồi lâu rồi cái nó hơi tản mát, tâm trí tản mát không nhớ gì trên, rồi cái đầu nó siêu qua bên mà nó nghiêng bên này bên kia, rồi trong miệng nó chảy nước miếng, chảy nước miếng, và lúc đó là bị cái bệnh khoan, tức là nó ưa hết, nó không có được vững, không có được cố gắng. Thì khi mà nghe nước miếng rồi chảy là biết đó mình đã ăn mắc cái bệnh khoan, cái bệnh mình phải thả lỏng rồi. Vì vậy mà khi đó hoặc là mình phải làm thế nào, bây giờ phải huấn luyện thân và tâm chuyên niệm, khiến tâm trụ trong một chỗ, thân thể kèm giữ nhau, lấy đó mà trị bệnh. Nếu mà khi cái bệnh mà nó khoan, giữ cho nó nghiêm trang, có một sức kiềm giữ mạnh để ngồi cái tiền qua được cái bệnh đó, nó toàn đầu cổ nó không siêu vẹo, nước miếng nó không có chảy ra nữa, thì đó là trị được cái bệnh này. Như vậy thì trị được cái bệnh khoan. Tâm có tướng thô phù hay trầm lặng, chữ khoan nó có tính cách trầm lặng, chữ cấp nó tính cách là thô phù. Cứ xét nơi đó thì có thể biết ấy là phương pháp điều tâm khi mới vào định. Mình mới vào định biết rõ vậy thì mình điều được cái tâm mình, chứ còn không thì không biết. Bởi vì cái khi ngồi thiền nó mắc bệnh này cũng qua được nọ, nó dễ kẹt lắm. Cho nên quý vị nghe rất kỹ, nhớ rõ mấy cái bệnh này, đừng để cho nó xảy ra. Nếu có xảy ra thì mình kéo điều trị nó. Phàm nhập định là từ thô và phế, thân là thô, hơi thở là trung bình, tâm là tế nhị, nên điều từ thô đến phế khiến tâm được an định, an tịnh. Đó là phương tiện ban đầu vào định. Đây gọi là khi nhập định điều hòa hai việc. Như vậy điều hòa được thân, điều hòa được tâm. Đây tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả chúng ta tu không bệnh này thì cũng mắc bệnh khác. Mà trong đây những cái bệnh phù, trầm, khoan, cấp là bốn bệnh, phải không? Bốn bệnh bây giờ quý vị nhớ cái tướng bệnh trầm là bệnh sao? Nghĩa là mình mệt
đi mà đi gác thì mình gác cái bán đi, mình thấy mình là một cuộc sống dài chưa biết mình đã bị bệnh gì, bị bệnh khoa, bị trầm rồi. Thì như vậy phải làm sao cho họ tỉnh lại, bắt họ nhớ chú tâm vào cái trong mũi. Mình nhớ cái trong mũi thì con mắt nó không có nhắm được. Đừng như vậy là bằng cái lá cho nó hết. Rồi nếu bệnh phù là sao? Ngồi mà không nó tán loạn, nghĩ đủ thứ chuyện, đâm tay gì cũng biết hết. À, thì người đó phải trụ tâm ở đúng, chú ý, nhớ vào đúng để mình trị cái bệnh đó. Như vậy thì hai cái bệnh phù, bệnh trầm, chúng ta nhớ rồi. Thì tới cái hai bệnh kế là bệnh khoan, bệnh cấp. À, bệnh cấp là bệnh sao? Cấp là khi ngồi mình diễn diện, mình cố gắng quá để được bệnh á, kèm chế quá mức, kèm nó lói thì mình nó ra mình nói chuyện thì cái đó là bắt đầu từ bệnh cấp rồi đó. Thì như vậy phải sao? Lúc đó thì phải nhớ cái hơi thở mình dồn ở dưới, mình xuống tới chỗ cái đơn vị đó, mình gọi là những việc khí hải cho nó xuống, mình xuống hết. Lúc đó thì cái trang về những cái nói chuyện sẽ hết. Đó là chỉ cái bệnh cấp. Và nếu mình khoan thì chỉ sao? Tức là nếu mình ngồi thì mắt mình khoan ấy, thì lúc đó là cái tâm trí mình nó mờ mờ bình bình, nó không có sáng tỏ gì hết. Mà cái thân mình thì nó siêu vẹo và nghiêng qua nghiêng lại, trong miệng thì chảy nước miếng. Đó là cái bệnh khoan. À, lúc đó thì phải kéo phúc liệm lại, chiêm tâm trụ một chỗ để cho cái thân thể kềm giữ. Thì trị được bệnh đó thì trụ một chỗ, nếu mà nước miếng chảy nhiều có thể trị bằng cách là nhớ các mũi, nhớ các mũi mình thì trị được cái bệnh mà siêu vẹo và trăng miếng. Như vậy thì quý vị nhớ được những cái bệnh đó thì trong khi chúng ta tu tự chúng ta điều hòa khỏi thắc mắc thì kiếm ai để hỏi nữa. Nên nhiều khi không biết rồi ngồi mà nó xảy ra cái đó mà biết bây giờ phải hỏi ai, mình bệnh hay là mình không bệnh. Có nhiều người ngồi hồi sau nó mơ mơ nửa ngủ nửa thức như vậy mà không lúc nó định nữa, chứ mơ mơ nửa ngủ mà nửa thức đó là định rồi. Đó, ở đây là khí tản mát, không có làm chủ được. Như vậy đó là nó gặp cái bệnh khoan, chứ không phải là được yên ổn. Bây giờ tới cái phần chủ. Chủ hành giả trong thời gian tọa thiền tùy dài hay ngắn, hoặc 1 đến 2, 3 giờ, trong 12 giờ, diệt niệm dụng tâm, trong ấy phải khéo biết thân, hơi thở, tâm được điều hòa hay không điều hòa. Nếu khi ngồi tuy điều thân xong, nhưng thân hoặc buông thả, hoặc kẹt thúc, hoặc nghiêng cong cúi lưng không ngay thẳng, biết rồi sửa cho thẳng, kiếm được an ổn, sửa thân bất trung, không kềm, không thả, bình thường, ngay thẳng, an trụ, phải giữ cái thân như vậy. Lại nữa, trong thời gian ngồi thiền, thân tuy điều hòa, mà hơi thở không điều hòa, tướng hơi thở không điều hòa như trước đã nói, hoặc không xỉa khí, hoặc trong thân đầy hơi, phải dùng những phương pháp ở trước tùy bệnh mà trị, khiến hơi thở êm dài như có như không. Nhất là khi nghe nó đầy hơi trong bụng mình thì lúc đó mình tưởng cái hơi nó xuống cái huyệt khí hải đó dưới đơn điền thì nó sẽ bớt cái đầy hơi. Thứ đấy, trong thời gian ngồi thiền, thân hơi thở
tuy điều hòa mà tâm hoặc thù trầm khoan cấp không định. Thế ấy, nếu biết tinh dụng những phương pháp ở trước điều hòa khiến được thích ứng bất thường, đó là phải giữ sao cho nó được bình thường, đừng có cái gì sai giải, thì đó là tốt. Ba việc này không nhất định trước sau, tùy cái nào không điều hòa sửa cho được điều hòa, khiến thời gian ngồi thân hơi thở và tâm ba cái đều điều hòa thích ứng, không để đá nhau dung hòa không hai, thế là trừ được bệnh. Trước những chướng ngại không sanh, pháp thiền được định, quyết định được à, ngồi thiền mà mình trừ được mấy bệnh đó thì chắc chắn là sẽ được kết quả tốt chứ không nghi ngờ. Bây giờ tới cái xuất hành giả muốn tọa thiền sắp xong, khi muốn xuất định nên trước không tâm duyên cảnh khác tổng bài hồi ước, dùng mũi hít hơi vô đầy khắp thân, tưởng khắp trong mạch máu đều theo hơi thở mà lưu chuyển, thở ra bằng miệng, tưởng tất cả phiền não bệnh hoạn và hơi khí huyết đều ra ngoài hết. À, thì cái khi mà mình xả tiền cũng rất là cẩn thận, nhưng là trước hết mình phải khởi cái tâm trước. Nếu ngồi yên, tâm mình quyết định bây giờ muốn xả thì khởi cái tâm, mà khởi tâm bằng cách nào, tức là nhớ cái bài hồi hướng mình tụng, mình khởi cái niệm tụng bài hồi hướng, tụng xong rồi bài hồi hướng đó và mình xả cái tâm, rồi kế cái hơi thở, hơi thở bên phải dùng mũi hít vô đầy khắp thân, và khi hít vô nữa thì không khí trong sạch vô khắp trong thân, rồi các mạch máu theo đó nó được lưu chuyển, hay là phải phải tưởng cái không khí trong sạch thì tưởng tất cả mạch máu hơi thở mà nó lưu chuyển khắp trong thân, tưởng khắp trong mạch máu đều theo hơi thở lưu chuyển, đó là cái hít vô, là thở ra bằng miệng, tưởng tất cả phiền não bệnh hoạn hơi xuống huyết đều theo ngoài hết, hít bằng mũi, thở bằng ra bằng miệng, tưởng vậy, rồi nhiên ảo nhẹ nhẹ động thân, kế động vai, bóp tay, lần lượt đến tay, đầu, cổ và sau động hai chân, tất cả đều phải êm ái, lúc sau lấy tay xoa khắp lỗ chân lông, rồi hai tay xoa nhau cho nóng áp lên hai con mắt, sau mới mở mắt, đợi sức nóng trong người tan hết mới tùy ý ra đi. Cái chỗ này nó hơi vi tế một chút. Khi xả thì trước hết mình giấy niệm khởi hồi hướng, đó là xả ngay tâm, rồi kế tâm thì mình đọc đọc bản thân, đọc hai bàn vai, đọc hai bàn vai trước là đọc cái cổ, cái đầu cổ, rồi đọc hết rồi thế thì xoa hết trong thân, xoa hết. Tại sao mình xoa khắp trong thân? Bởi vì khi nãy mình nói có khi mình tưởng hơi thở nó theo từng lỗ chân lông ra, mà khi mình thở bằng lỗ chân lông rồi thì cái lỗ chân lông lúc đó nó hở. Bởi vậy cho nên nếu mình xả thì mình không có xoa khắp hết thì ra rồi gặp gió nó sẽ cảm, cảm là tại vì cái lỗ chân lông nó hở, cho nên mình xoa ra cái lỗ chân lông hết rồi rồi mình đi ra. Thì đi ra nó có gặp gió cũng không sao. Vậy cho nên nó hơi tiết kiệm và cách xoa bóp phải cẩn thận. Thì cái này quý vị mà đi ở thiền viện hoặc là ở các cái đạo tràng thì đều có thấy rõ cái cách này. Ở đây tôi chỉ nói thôi. Như vậy thì chúng ta làm cho đúng cách thì cái bệnh nó không xảy ra. Bởi vì có nhiều người không biết, ngồi lâu quen rồi cái xả ra không có tê, không có tê cái thấy bộ ngon lành đứng dậy đi liền, tưởng vậy là hay, mà đó là gốc của bệnh, đứng dậy đi thì cái hơi nóng
sao chân, nên phải cẩn thận để khi xả ra thao bớt cho kỹ, rồi nghe nó mát rồi đứng dậy. Bởi vậy chúng tôi hay giải các điều thừa, các cái điều địa xả ra xong rồi sao bớt xong phải tụng xong bài Bát Nhã hồi trước để được đi, để cho cái thời gian nó đủ để nó mát dịu lại, chứ còn không thì dễ sanh bệnh. Nên mình khéo tu á để trị được bệnh, mà dụng tu á thì nó lại tăng bệnh. Đó là cái quan trọng mà tất cả những phật tử mình nên hiểu được kỹ để ứng dụng không có sai lầm. Sau khi xong rồi thì nếu không đúng như vậy, khi ngồi được trụ tâm mà khi xuất quân xả mau quá thì phần vi tế chưa tan trụ lại trong thân, khiến người nhức đầu, tâm lắm xương cứng đờ nhưng mắt chứng không lao. Về sau trong khi tọa thiền bước trước không yên, thế nên muốn xuất định mỗi việc đều phải lưu ý. Đây là phương pháp điều thân, hơi thở và tâm từ tới đến hồn. Như vậy thì cái cách điều hòa đó từ hô đến tế hay là từ tế ra hô nó rất rõ ràng, không có nghi ngờ. Chúng ta phải ứng dụng cho kỹ, cho đúng thì nó sẽ hữu ích vô cùng. Thế gọi là kéo nhập trụ và xuất. Như bài kệ tiếng dùng có thứ tự, thô tế không trái nhau, ví như kéo tập ngựa tùy ý muốn đứng đi. Mình điều hòa thân tâm mình cũng như là mình điều khiển một con ngựa chính vậy đó, phải kéo điều hòa nó chừng nào mà nó phục rồi thì đó là thành công, chứ còn không kéo thì nó có thể thất bại. Đó là cái nguyên gốc của sự tu. Thì như vậy cái phần này, bốn cái thứ này, phần này đã xong. Để dẫn thêm kinh, kinh Thóc Hoa Chép, đại chúng và chư Bồ Tát vân vân ở mỗi ngày đã trong vô lượng ức kiếp chỉ vì Phật đạo, siêng tu tinh tấn, khéo nhập trụ xuất được vô lượng trăm ngàn muôn ức chánh định, được đại thành thông, đã lâu tu hành thanh tịnh, kéo hay thứ tự lập các pháp lành. Thì đó là dẫn kinh Pháp Hoa để làm chứng rằng người tu từ trước đến giờ cũng đều phải qua mấy cái phần nhập trụ xuất của tâm mình để đúng cách và hữu ích. Thì như vậy đó là sự tu hành được an ổn, được kết quả tốt. Đó là cái bài thứ hai chỉ cho quý vị hiểu cái cách tọa thiền. Bây giờ tôi nhắc lại, bởi vì chúng ta học hôm nay là buổi cuối năm rồi, cuối năm thì sang năm tiếp tục, nhưng mà thì phải nghỉ một tháng riêng. Nên tụi mình là nghỉ tháng giêng, qua tháng 2 mới bắt đầu học lại. Còn nếu nói chương trình thì phải tháng 3. Vì vậy mà tháng 3 chương trình ngày 27 là chúng tôi buổi chiều đó giảng tiếp ở đây. Như vậy thì quý vị nhớ bao nhiêu bữa nay chúng ta được nghỉ Tết, rồi tháng sau chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi nghĩ rằng tất cả quý đạo hữu nam tu cũng như chư tăng như đi thích tu thì chúng tôi cố gắng hướng dẫn làm sao quý vị hiểu cho thật kỹ từng chi tiết, để rồi cái sự tu của mình nó chỉ có lợi và không có hại. Nếu còn nếu mà không hướng dẫn kỹ thì khi tu có khi cái lợi nó không bằng cái hại, thì đó là tốt. Rồi tới cái chỗ thừa do tu thiền
đường đi của mình sẽ thành công. Thôi tất cả quý vị nghĩ sang năm gặp lại.